với những con như kiểu Morning Van như này á, nói thật là để mà nói nhắc đi nhắc lại một lần nữa là ăn đứt dòng xe lắp ráp Morning rồi i10 lắp ráp ở Việt Nam luôn. Chắc xe cực kỳ luôn, chẳng qua là nó biển D, nó không chở được nhiều người thôi. Chứ còn mà để mà nói con này cực kỳ ngon luôn các bạn ạ. Vô lăng nặng chắc, khung bệ chắc, bởi vì nó là nhập Hàn mà. Đấy, cái lọc dầu của nó cỡ khoảng tầm 60.000. Đấy, dầu tin thì cỡ khoảng tầm dao động từ 150 đến khoảng 200. Cái dầu tin rẻ. Đây cái gương này này, cái gương này cỡ khoảng tầm 600. Địt mẹ rẻ vãi đái. Hello, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay đi nhận xe cho thằng bạn đấy, mua con Morning Van biển D này 23398. Cả đăng ký có 2014, cả đăng ký có 227 triệu. Con này hai chỗ. Đấy, về đi lại trong phố xá được. Cái thứ hai là chở hàng chở hóa được. Đây, chỗ này rất là uy tín nhé các bạn nhé, 62 Phạm Hùng. Đấy, chuyên xe Morning Van, chỉ có xe Morning Van thôi. Đấy, anh em nào mà ví dụ chẳng hạn như là kinh tế hạn hẹp, các bạn bỏ tiền ra mua cái xe van này các bạn đi lại trong phố được mà. Tiết kiệm mà, nó đồ đạc nó rẻ lắm. Tí nữa thì mình sẽ có một cái chủ đề về cái việc là mua xe cũ về thì chúng ta nên làm gì, chúng ta nên làm gì đầu tiên với chiếc xe cũ đó, thì mình sẽ có một cái chủ đề sâu hơn về vấn đề kỹ thuật. Đấy, đấy, hôm nay đi nhận xe phấn khởi. Đấy, bây giờ con này cả đăng ký có 227 triệu, đời 2014 là rất là ok. Sơ qua tổng lược nha các bạn nhé. Thì chúng là tất nhiên là xe cũ thì nó sẽ không được mang xe mới luôn. Đấy, ví dụ chẳng hạn như là chúng ta xem xe thì nó cũng sẽ có những cái xước sát bên ngoài rồi, nó mông má lại, những cái việc đấy hết sức bình thường. Cháy rồi. Nói chung tổng thể thì Morning Van này thì nó rất là lành. Con này là nhập khẩu 1.0 3 máy. Lành. Đấy nhá. Quay cho anh em xem nhá. Đây chủ xe nhá. Đấy. Đấy. Đây toàn Morning Van thôi. Chỗ này thì bán uy tín rồi, mình mua ở đây là cũng phải cỡ khoảng 4-5 con xe rồi. Cho người thân anh em bạn bè thì chỗ này thì giá cả hợp lý. Cái thứ hai là xe đó cũng là đảm bảo uy tín. Đấy, cũng chỗ này thì có tiếng ở chuyên Morning Van Hà Nội các bạn nhé. Đây chuyên van luôn. Đây 37 con này chắc mới về này. Con này là 2016. Đấy, con này thế này, con này 2014 này. À 15 này. Đấy. Đây, con này thì là một chỗ rồi. Đấy, thì chung là chỗ này thì chuyên gọi là biển D. Đấy, con này còn Spark. Spark con này là form của Fadil đấy. Đấy, con này đẹp đấy. Con này không biết bao tiền. Ngầu ơi. Đấy, con này mới về đẹp chưa này? Con này đẹp thế nhở? Thế là mình mà, đúng rồi. Về thì có khi lấy mẹ con này luôn nhở? Con này đẹp hơn bao nhiêu? Mình tại vì căn bản là tạo thích cái form dáng của con van van form mới này. Đẹp hơn. Con này vẫn đẹp. Đấy. Nó trả về sớm anh. Còn nó trả về sớm. Nó thích sớm. Lại đổi. Con này á, con này bán rồi. À, này bán rồi à? Bán rồi à? Đến nhanh thế. Nhanh nhỉ? Đây. Con này thì con này là nếu mà bán thì bao tiền? Anh hả? 2.1 thì ngon, con này hay nhỉ. Con này chạy sướng ấy. Con này là form Fadil nhỉ. Đúng rồi, con chạy thì đây form Fadil nha các bạn ạ, đèn giống nhá. Đấy, chắc lắm. Ui giời ơi, thì tôi nói thật với các bạn nhá. Mua những con này á, mẹ mày chạy còn sướng gấp vạn i10 đời mới. Bây giờ Morning bây giờ nhá. Ui giời, chắc cực luôn. Này. Cò. Đấy, nó không phải bẹp. Được không? Đấy, chắc lắm. Con này á, đồ con Fadil lắp được sang cho con này. Con này nó dùng chung cái nền tảng hết. Khung gầm, tất cả mọi thứ. Con này thì vẫn còn nguyên. Vẫn còn nguyên lắm.
62 Phạm Hùng nha các bạn nhé, chuyên Morning Van rất uy tín luôn. Ở đây thì chuyên các dòng xe van nhỏ nhỏ này thôi, rẻ tiền từ 206 đổ xuống, 206 đời 17, 18 đời cao. Ôi, ok. Đấy, hôm nay đi lấy xe cho bạn Ngọc. Bạn Ngọc chia sẻ tâm lý lần đầu lấy xe thế nào nhỉ? Wow. Hơi khó ngủ à? Hình như là phải 3 giờ mới ngủ. À, 3 giờ mới ngủ, hôm nay hơi hồi hộp đúng không? Sáng 6 rưỡi đã đi rồi. Rồi. Đúng rồi. Nay anh em chúng mình dậy rất sớm từ 6 giờ đi lên thủ đô để lấy xe cho bạn Ngọc đấy, ở Auto 62 là chuyên xe van nha các bạn nhé. Đấy, anh em nào mua xe van cứ qua đây, giá hợp lý mà anh xe cũng chất lắm, chuẩn. Rồi còn Morning Van này thì chạy nhiều rồi mà cũng mua cho anh em bạn bè cũng khá là nhiều rồi, phải 4-5 xe rồi. Mà thực ra nếu mà không có kinh tế tầm khoảng tầm 250 đổ lại, mua Morning Van là ok nhất. Con này thì của nó là 1.0 3 máy. Đấy. Cam xích. Nó không phải là cam dây. Đấy. 2014. Đấy, bây giờ chạy ra kia để đổ xăng cái nhá. Đổ xăng là đổ xăng thì xem nào. Đổ xăng luôn. Chạy bên này à, mà thôi. Đây thì lỡ mẹ đường nó ơi. Được, để đi lên kia thì đổ xăng sau. Để mà nói nha, những cái con van như này thì đúng là mẹ nó chạy nó còn chắc hơn gấp vạn cái loại Morning mà lắp ráp trong nước, với cả E10 lắp ráp trong nước. Ngon, chắc chắn. Khung bệ chắc. Bây giờ mà ví dụ mà bỏ ra khoảng tầm 250, nhiều khi nó lỡ cỡ khó tìm xe vãi đái nhở. Ý là 270 300, 270 hoặc 300, 27, 28, 300. Ừ. Đấy, thì về mua bọc vô lăng. Bọc vô lăng, nước hoa, rồi thay dầu động cơ, dầu hộp số, lọc gió điều hòa, lọc gió động cơ, lọc dầu. Dầu. Đấy. Hiểu. Đấy. Kiểm tra rồi kiểm tra bảo dưỡng phanh pháo, hiểu không? Phanh pháo rồi buji, bướm ga các kiểu, nói chung là đại loại là phải tổng thể hết. Đấy là tìm chỗ đổ xăng mà không nhớ chỗ đoạn nào nó có cây xăng ở gần đây nhỉ? Mày search Google xem nào, cây xăng gần đây xem nào. Đó là nó là chỗ nào nhỉ? Nếu mà cây xăng gần đây mình có thể rẽ sang bên này à? Sang bên này. Đâm thẳng không biết có cây xăng không nhỉ? Không nhớ lắm. Con này thì rất chắc chắn mà đồ nhiều nha các bạn nhá, đồ rất rẻ luôn. Đấy, cái lọc dầu của nó cỡ khoảng tầm 60.000. Đấy, dầu tin thì cỡ khoảng tầm dao động từ 150 đến khoảng 200 cái dầu tin rẻ. Này về là có. Đây cái gương này này, cái gương này cỡ khoảng tầm 600. Điệt mẹ rẻ vãi đái. Thôi được rồi, thế thì phải rẽ lên trên kia để đổ xăng, rẽ lên chỗ đoạn Mỹ Đình. Đang định rẽ ra cao tốc luôn nhưng mà mẹ đi sợ nằm đường lắm. Thôi cho là an toàn. Thôi cứ phải là đàng hoàng. Ấy xăng mẹ coi như là xuống cả vạch E rồi. Đi thẳng cũng khó lắm. Ấy chắc lắm, sẽ chắc lắm, Ngọc ạ. Đi mẹ ngon. Đi mất công 2 buổi chủ nhật. Mẹ đi tìm xe các bạn ạ, bây giờ tìm khó tìm xe lắm. Tại vì bây giờ kinh tế khó khăn người ta không đổi xe nữa đâu. Bây giờ đổi xe là phải cắt thêm tiền. Nói chung là đầu tư vào bây giờ xe cộ, xe mới còn giảm giá mầm ra. Cái dòng xe Morning Van này thì thông thường là các đội gọi là công an, bộ đội với cả đấy, đại loại là nhà báo, công an, bộ, nhà báo. Nói chung là có trong ngành thì người ta hay đi cái xe Morning Van biển D này. Chả ai hỏi,
Nhưng mà nếu mà dân chiếc mà đi bình thường thì cũng hay hỏi đấy. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng là chúng ta phải nói chung là cái kết cấu mà nó nguyên vẹn như nào thì chúng ta để nguyên như thế. Đấy, ghế đừng có lắp độ thêm. Con này thì bỏ thay ngang rồi. Đấy, đáng lẽ là phải có cái thay ngang chắn ở cửa nữa cơ. Ok, không sao. Quan trọng là ghế đừng có độ là được. Đi mua xe cũ quan trọng nhất là đầu tiên là gầm bệ, nó kiểm tra xem là nếu mà nó va quyệt bình thường thì không vấn đề gì cả, nó là chuyện hết sức bình thường các bạn nhé. Quan trọng là không tai nạn, không đâm nặng, không ăn vào xương. Đấy, cái thứ hai là động cơ máy nó phải ngon, máy còn nguyên bản. Nhưng mà thực ra thì như này, những cái đời mà tầm 14, 15 mà Morning Morliec này ấy, thì thông thường thì người ta cũng chỉ chạy trong phố thôi. Cho nên là nó máy nếu mà nguyên bản, càng nguyên bản càng tốt. Đấy, còn nếu như mà chẳng hạn như là từ đời cỡ khoảng 202, 203, 204, 205 như hôm trước làm con Ford Escape ấy. Con đấy mà nếu mà không làm máy lại thì đừng có mua. Mẹ về, mẹ mày chết tiền làm máy nhờ. Đúng không? Đồ hẳn là xăng 95 luôn nhá. Xe máy tôi đổ 95 ấy. À thế à? Đi mẹ tao toàn đổ 92 không? Đi mẹ nghèo. Nếu có tiền. Không phải thấy mấy đứa nó bảo là đổ 95 thì 95 nó bốc hơn. Hơn. Nó bốc hơn. Thế là thế. Đúng. Đấy, xuống đi, xuống đổ xăng đi. Xuống à? Ừ. Thôi, xe của thằng bạn thì để nó đổ thôi. Tiền nó trả. Con này mà đổ bây giờ cỡ khoảng 600. Đổ đầy bình. Khẩu trang nữa. 600. Con này là của nó là nhập khẩu các bạn nhé. Xe nhập khẩu cho nên là xe nó chắc chắn lắm. Nghe cái tiếng đóng cửa các bạn. Đấy, thấy chưa? Úi dồi. Thực ra thì cũng gọi là qua một đời chủ rồi, tức là xe một cũ lại, nhưng mà để mà nói nhá, những cái phần chi tiết như tay cầm, tay nắm cửa này, cái nút lên xuống kính này, vô lăng ở đây thì nó vẫn gọi là nó vẫn còn nguyên vẹn lắm, nó không kiểu dạng như là nó bị bạc đi. Nếu mà người chủ trước ấy, người ta sử dụng nhiều nó sẽ bị bạc những cái phần này đi. Đấy, tay nắm cửa này cũng thế, nếu như mà dùng nhiều nó cũng bạc đi. Con này thì cũng còn nguyên bản luôn, mình Morning Van nguyên bản luôn. Đấy, xe chắc chắn lắm. Phần đầu này còn chưa thay, vẫn nguyên đầu DVD. À quên, xin lỗi các bạn, đầu FM, AM. Không phải đầu DVD. Có cả USB AUX này. Đấy. Nói chung là những cái con này thì nó lành lắm. 720.000. 720.000. Xăng đắt. Đi lại xăng lại đắt thế nhỉ. 24 bao nhiêu nhỉ? 24 246 hay sao? 246 nhỉ. Chưa biết về cái chức năng mỗi bật điều hòa. Ôi trời ơi, cái này mẹ một thời gian là biết hết mà, quen xe hết mà. Với những con như kiểu Morning Van như này á, nói thật là để mà nói nhắc đi nhắc lại một lần nữa là ăn đứt dòng xe lắp ráp Morning rồi i10 lắp ráp ở Việt Nam luôn. Chắc xe cực kỳ luôn, chẳng qua là nó biển D, nó không chở được nhiều người thôi. Chứ còn mà để mà nói á, con này cực kỳ ngon luôn các bạn ạ. Vô lăng nặng chắc, khung bệ chắc, bởi vì nó là nhập Hàn mà. Đúng rồi. Con này có một cái hay nhé các bạn nhé, có cả số 1, số 2, số 3. Số 1 thì mình để đi tốc độ chậm, đi leo dốc. Số 2 cũng vậy, số 3 thì gọi là số thông thường thì mình đi tốc độ cao đấy. Đấy, vượt xe về số 2 nhá, vòng tua máy để cao luôn. Đấy, về số 3 cái vòng tua máy xuống luôn. Đấy, hôm nay test thử cho các bạn con Morning Van này luôn. Trên đại lộ Thăng Long. Đại lộ Thăng Long. Đấy. Hôm nay em đi xa hơn, đi quả ấy, đi cho máu. Đi cho quả, đi nào đâm thẳng đường Hòa Lạc. Đâm thẳng đường Hòa Lạc luôn nhá. Cho máu. Cho máu luôn. Cho máu luôn. Cho máu. Nó luôn. Đường kia lại về là thành hơi gần. Đấy, con này nhá, để mà nói nhá, đi qua những phần mố cầu ấy, nó không bị gọi là nó không bị mất kiểm soát xe. Xe vẫn ổn định bởi vì con này treo vẫn còn ngon. Tô tin tô tiếc rồi giảm sóc vẫn ngon. Hôm trước chạy thử con này ưng luôn mà. Trước chạy thử con này ưng luôn. Máy về thay dầu như mới luôn, chạy bốc kinh luôn.
Rất là ok. Mua tầm giá 230 cả đăng ký đổ lại vẫn là morning van, vẫn là ok. Nếu như mà thực sự là chỉ có thông thường là mình di chuyển 1-2 người với cả chở hàng chở hóa vẫn là ok. Đấy, chở hàng nhỏ nhỏ thôi, chứ còn nếu mà để chở hàng to thì vẫn phải mua xe tải, đúng không? Chứ còn nếu mà mình với cả mình nói chung là xe phục vụ đi lại nữa, hai vợ chồng đi lại thì morning van thì vẫn là cái lựa chọn, nó cũng cho rằng là ok đấy, được đấy. Còn nếu mà mua tầm tiền mà với thêm tí nữa ấy, thành ra mua mẹ xe xe mới cho nhanh, mua Fadil bây giờ mua trả góp thì đơn giản không, đúng không? Fadil cũng ngon mà. Fadil cũng ngon, Fadil thì ngon rồi, ngon mà giá bây giờ quá ngon luôn, giá bây giờ rẻ. Đây con này biển Hải Phòng này, con này lấy chính sách Hải Phòng đây này. Hà Nội lấy chính sách Hải Phòng. Việt Nam luôn nhá. Bản này giống bản yên bản của mình nhà. Bản bay. Đấy, về số 2. Về số 2 lúc nào vòng tua cỡ khoảng 5.000. Còn về số 3 như này thì đi thông thường như này thôi. Di chuyển nhẹ nhàng tiết kiệm. Quan trọng là nó tiết kiệm. Dòng này thay thế đồ đạc nó rẻ. Chứ còn gương Hàn Quốc luôn. Hả? Gương vẫn gương zin. Gương vẫn zin. Đấy thì nó vẫn có chữ này. Gương zin này. Đây này cho xuống hết xuống lên này. Hả? Lạnh quá. Xuống, xuống rồi lên này. Nhìn vậy. Đúng là những cái dòng này của nó điều hòa nó vẫn ngon đấy. Kể cả Fadil như xe đấy của nhà tao đấy mà chạy mà nó điều hòa nó kém lắm, nó không được mát lắm. Tiêu chuẩn của nó chỉ làm thế thôi, nó không muốn cho mát hơn. Đấy, xe chủ kia cũng rét. Rét luôn. Mình khí hậu nhiệt đới mẹ phải điều hòa nó phải rét luôn. Sướng nhỉ. Đúng không?